Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của đây. Hôm nay mình nói về cái việc kháng cái tài khoản Google Ads của mình ấy. Thì hồi trước mình có một cái video hướng dẫn các bạn kháng rồi ấy. Hướng dẫn các bạn kháng rồi thì bây giờ ấy, bên Google gửi cho mình một cái thông tin yêu cầu mình xác minh cái thẻ tài khoản ngân hàng của mình ấy, bằng cách là ấn vào đây. Thì khi mà mình ấn vào trong này ấy, thì nó sẽ qua cái trang bên này. Ở trong phần này đây, mình ấn Gallery nhá. Thì bên Google họ sẽ yêu cầu mình nhập cái mã mà mình nhận được ở trên cái thẻ này. Thì với cái mã đang đằng sau cái cụm từ này này, có khoảng 6 số ấy đó. Thì bây giờ mình đó, là mình sẽ vào trong tài khoản ngân hàng của mình để mình kiểm tra. Hoặc là mình có thể mình vào cái email mà mình đăng ký liên kết với tài khoản ngân hàng của mình ấy, để mình kiểm tra. Thì bây giờ mình nhận lại mã mới đi, để họ gửi lại cái mã mới cho mình đấy. Đó, chỉ ấn được một lần trong một ngày thôi nha, một ngày chỉ nhận được một mã thôi. Giờ mình qua email mình kiểm tra nhé. Đây, cái email của mình nhận được cái mã ấy đó. Rồi mình quay trở lại mẹ vô mình xác minh sau để chắc kèo hơn đấy. Bây giờ chờ thôi, bây giờ vẫn chưa cập nhật thì mình sẽ vào trong này mình trả lời cái email này, mình ghi là tôi đã xác minh thành công tài khoản thanh toán, xin hãy kiểm tra lại tài khoản và kích nạp lại tài khoản của tôi. Tài khoản quảng cáo. Và chờ họ phản hồi thôi nha. Đó, thì cái này là cái cập nhật mới nhất để cho những bạn mới đang nghiên cứu bên Ads đấy có thêm thông tin. Ấn thử xong họ sẽ phản hồi lại cái email này thôi. Thì có thông báo gì ấy, mình sẽ quay tiếp nha. Hy vọng video này có ích đối với các bạn. Chào các bạn.